Thưa quý vị và các bạn, mỗi dân tộc đều có một truyền thống văn hóa ẩm thực riêng, có bí quyết riêng để chế biến các món ăn ngon vào những ngày lễ, Tết, cưới xin, hội hè, và người Thái Mai Châu cũng vậy. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tới với Mai Châu để tìm hiểu về một số món ăn đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào Thái nơi đây. Truyền là dịp đặc biệt trong năm của người Thái. Trong ngày Tết, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, thực hiện các nghi lễ, thì người Thái cũng rất coi trọng đến việc chuẩn bị các món ăn. Bởi đây là dịp mà cả gia đình sum họp, đoàn tụ, họ hàng cùng đến chung vui. Khi ngày Tết cổ truyền của dân tộc cận kề, cũng là thời điểm khắp các bản làng đồng bào dân tộc Thái dậy mùi thơm cay nồng của thịt, cá ướp và các loại gia vị được sấy khô trên bếp than hồng. Cùng với đó là mùi xôi nếp nương thơm dẻo và các đặc sản núi rừng mà mùi vị không thể lẫn vào đâu được. Đó là các món ăn truyền thống đặc trưng không thể thiếu của mỗi gia đình người Thái trong dịp Tết đến xuân về. Cơm lam từ lâu đã trở thành một món ăn độc đáo trong văn hóa ẩm thực của người Thái Mai Châu, đặc biệt không thể thiếu được trong những ngày lễ Tết. Là một món ăn rất giản dị nhưng mang hương vị đặc trưng của núi rừng, sự hòa quyện giữa mùi thơm của gạo nếp với hương thơm của ống tre, ống nứa tiết ra tạo nên dư vị hấp dẫn của cơm lam. Để làm nên cơm lam, đầu tiên phải chọn ống nứa hoặc ống tre tươi được lấy trên rừng về, chặt ra thành các ống lam. Sau đó lấy gạo nếp vo sạch khi ngâm trong nước khoảng 5 đến 6 tiếng để ráo nước. Đổ gạo vào ống nứa, sau đó đổ nước vào ống cho ngập gạo. Không nên đổ gạo đầy ống mà phải để cách miệng một ít khi gạo chín sẽ nở ra kín miệng ống. Sau đó lấy lá chuối hoặc lá dong đậy kín miệng ống rồi cho vào bếp lửa nướng. Khi nướng phải xoay ống nứa liên tục, không cho ống lam quá cháy và để hạt gạo chín đều. Đến khi có hơi nước bốc ra từ miệng ống và có mùi thơm của cơm, tức là cơm lam đã chín. Cơm lam của người Thái là một món ăn rất giản dị mang hương vị đặc trưng của núi rừng. Từ hòa quyện giữa mùi thơm của gạo nếp với hương thơm của tre, nứa tiết ra tạo nên dư vị hấp dẫn của cơm lam. Những thường vào những ngày dịp Tết thì bọn em thường có cơm lam. Khâu chuẩn bị là mình phải chọn được nguyên liệu đầu tiên là gạo. Gạo phải thơm và ngon. Sau đó thì mình sẽ nguyên liệu thứ hai là mình phải tìm được cây nứa non hay là cây tre. Và nếu mình dùng cây nứa non thì mình sẽ chuẩn bị được một ít lá chuối để mình dính vào, để cho vào khỏi dính vào cây. Ẩm thực của người Thái đa dạng, nhiều màu sắc nhưng vẫn đậm nét của vùng sông nước. Do tập quán sinh sống của đồng bào Thái ở vùng thấp, cuộc sống gắn liền với ruộng nước, sông suối nên đã hình thành phong cách ẩm thực này. Từ con cá, con tôm đến cây rau bợ, rong, rêu ngoài suối cũng đều được đồng bào chế biến thành những món ăn ngon, lạ, hấp dẫn, đặc biệt là những dịp lễ Tết. Nói đến các món ăn trong ngày Tết của người Thái, không thể không nhắc đến món cá nướng bằng sự khéo léo và sáng tạo. Món cá nướng của người Thái có mùi thơm và hương vị rất đặc trưng. Đến với bản làng đồng bào Thái vào dịp Tết, thưởng thức món cá nướng của đồng bào khó có thể quên được hương vị độc đáo của món ăn này. Món cá nướng thường có cách làm cầu kỳ ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Nguyên liệu thường là cá chép, cá chấm, cá dầm xanh. Đầu tiên, cá được làm sạch, mổ dọc theo sống lưng. Tiếp theo, cá được sát qua muối cùng với những gia vị là các loại rau thơm, hạt mắc khén, gừng, tỏi, sả,
hành, rau răm, băm nhỏ trộn lẫn với nhau và sát đều lên mình cá. Sau khi ngấm gia vị, cá kẹp vỉ hoặc que nướng bằng tre tươi nướng trên bếp than hồng. Suốt quá trình nướng, những gia vị được tẩm ướp và kẹp trong bụng cá sẽ thấm dần, giúp món ăn vừa nhanh chín, lại có hương thơm ngon, đậm đà. Để mà có được cái món cá thơm ngon ấy, thì cái gia vị của nó là mình phải chuẩn bị là có hành này, tỏi khô này, hành khô, tỏi khô này, mắc khén này, với cả một ít muối. Và cái gia vị là mì chính, Azingon. Ngoài ra thì để nó khỏi tanh thì mình vẫn phải có thì là để gia vị nó thơm và nó hết mùi tanh của nó, để nó có món cá thơm ngon hơn. Tất cả những món ăn truyền thống của người Thái Mai Châu đều được chế biến từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên như thịt trâu, thịt bò, thịt lợn đen, cá, thịt gà, rau rừng, được tẩm ướp gia vị rất cầu kỳ và cẩn thận. Gia vị để ướp chủ yếu là hạt mắc khén, hạt dổi, ớt, sả, tỏi tía, gừng, kiệu, tai chua. Một nét độc đáo trong các món ăn của dân tộc Thái đó là khi chế biến hoàn toàn không dùng dầu mỡ mà rất chú trọng đến việc điều phối, tẩm ướp, gia vị, hài hòa như món gà hấp. Gà được chặt thành từng miếng ướp các gia vị như hạt mắc khén, hạt dổi, gừng, sả, muối, rau thì là và một ít gặp nếp giã nhỏ trộn lẫn với nhau. Khi ngấm gia vị, gà được gói lại trong lá chuối buộc lạt, mang hấp trên chõ. Với cách làm này, hương vị của gà và các loại gia vị vẫn được giữ nguyên. Gà khi chín có mùi thơm và vị béo ngậy quyện vào nhau, tạo thành món ăn độc đáo. Từ bao đời nay, măng đắng trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của gia đình đồng bào các dân tộc miền núi. Măng đắng được chế biến theo nhiều cách khác nhau, tạo nên những hương vị rất riêng. Và trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Thái cũng không thể thiếu được những món ăn được chế biến từ măng đắng. Măng đắng được chế biến thành nhiều món khác nhau như măng đắng luộc chấm chẩm chéo, măng đắng xào lòng mề gà hay măng đắng ngâm tỏi ớt để ăn kèm với các món ăn khác. Trước khi chế biến thành các món ăn khác nhau, măng đắng đều phải tách bớt các lớp vỏ cứng ở bên ngoài để lấy phần non ở bên trong. Phần non bên trong có gia vị đắng, giòn và ngọt thơm. Ban đầu khi mới thưởng thức sẽ thấy có vị đắng, nhưng càng ăn lại càng thấy ngọt, mát. Nhất là khi thưởng thức cùng với những món ăn dân tộc như cá nướng, thịt nướng, thì món ăn lại càng trở nên đậm đà hơn. Trong các món ăn của người Thái, ngoài các món được chế biến từ thịt, cá, thì không thể thiếu được các món rau. Với sự sáng tạo và khéo léo của người Thái, người dân tộc Thái có thể chế biến được nhiều món rau đặc sản được lấy từ rừng hoặc tự trồng trong vườn nhà. Để giữ được độ tươi ngon và bổ dưỡng của các loại rau, ngoài món rau luộc, người Thái còn chế biến ra các món rau đồ, rau trộn trở thành bản sắc ẩm thực đặc trưng. Đây là món đậu cô ve. Để làm được món đậu cô ve luộc, xong là mình trộn với tỏi với gừng, thì chúng ta phải nhặt đậu cô ve xong rồi rửa sạch và cho vào nồi để luộc. Luộc xong chúng ta sẽ chát nước đi, xong là giã gừng với tỏi và cho thêm bột ngọt Azingon và trộn lẫn vào và chúng ta đảo đều. Thì ta sẽ được món đậu cô ve trộn gừng với tỏi. Và khi mà ăn thì mọi người có thể thấy nó có cái vị khác lạ, là hơi cay cay nồng nồng một chút. Và đây là món đặc trưng của người Thái Mai Châu, thường hay làm vào các dịp lễ Tết và những ngày bình thường họ vẫn có thể là sử dụng được. Cùng với việc chế biến ra các món ăn truyền thống và độc đáo, thì bữa cơm của người Thái không thể thiếu được món chấm, đã trở thành đặc sản của đồng bào. Món này được gọi với một cái tên cũng rất đặc trưng,
đó là món chẩm chéo. Thông thường chẩm chéo cơ bản được pha chế khá đơn giản, gồm hạt mắc khén, muối rang, tỏi, lá chanh. Từ những gia vị này, người Thái giã nhỏ, trộn đều rồi sử dụng vào hầu hết các món ăn. Với sự cần cù, khéo léo, chăm chỉ tìm tòi, đồng bào Thái đã sáng tạo ra rất nhiều các món chấm khác nhau để phù hợp với từng món ăn. Phong tục người Thái của chúng tôi là có món chấm như chẳng hạn như là món đây là món chấm măng. Món chấm măng thì bao gồm nguyên liệu của nó bao gồm có này tỏi này với lại rau diếp cá. Lại ở trong này thì có cho thêm muối này, mì chính này. Mình thấy xá lên xong là thành một cái món chấm rất là đặc sản của dân tộc Thái. Còn đây là mặc khén, đấy là xá với muối. Thì mình có thể là chấm với thịt lợn thì nó rất là ngon. Đối với người Thái, ẩm thực là một nghệ thuật đã trở thành nét văn hóa cổ truyền sâu sắc. Món ăn trong những ngày vui, truyền của dân tộc Thái Mai Châu thì chúng tôi cũng không thể thiếu được các món ăn truyền thống với cái mục đích là để mong muốn sang năm mới thì mọi người có sức khỏe, làm ăn may mắn và phát đạt và mùa màng bội thu.